các bạn, ngày hôm nay đoàn đua của giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ 11 năm 2021 Cúp Bi Qua Xe sẽ bước vào chặng thi đấu thứ 3, có tổng cự ly là 120 km, đi từ huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai về thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. Ngày hôm nay thử thách cho các tay đua của chúng ta đó là vượt qua hai ngọn đèo, đèo Chuối và đèo Bảo Lộc. Cục diện các danh hiệu dự báo có nhiều thay đổi sau chặng 3 khi các tay đua bước vào tranh chấp các điểm đèo. Đương kim áo chấm đỏ mùa giải 2020 Đinh Thị Như Quỳnh, tuyển Bi Qua Xe Bình Dương được kỳ vọng sẽ cùng với ekip này tạo nên sự đột phá sau 2 ngày im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, Đinh Thị Như Quỳnh đã có một ngày thi đấu không thực sự thành công. Ở chiều ngược lại, trong một ngày thi đấu xuất sắc, tay đua Trần Thị Kim Anh, số Kiến Thiết Đồng Tháp đã vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt của đôi vận động viên Cà Thị Thơm, Bùi Thị Quỳnh, tuyển Bi Qua Xe Bình Dương để cán đỉnh đèo Bảo Lộc đầu tiên và tạm nắm giữ chiếc áo chấm đỏ nữ quàng leo núi. Tuy nhiên, khoảng cách của cô tạo ra so với tay đua xếp ngay sau là Cà Thị Thơm, tuyển Bi Qua Xe Bình Dương chỉ là 5 điểm. Đây là khoảng cách chưa an toàn khi phía trước các tay đua vẫn còn thử thách đèo Brent, Cù Hinh và Vĩnh Hy. Trần Thị Kim Anh gắn bó cùng xe đạp đất Đồng Tháp đã tròn 10 năm. Cô được xem là cánh chim đầu đàn của ekip này trong giai đoạn xe đạp nữ Đồng Tháp đang trẻ quá lực lượng như hiện nay. Trước đèo Chuối là tụi em đã thách tớp đi để đi vào đèo vào trước. Và lợi thế là em đi với Bình Dương và Bình Dương đã dìu lên đỉnh đèo. Và em thời cơ đó em cút ăn đỉnh đèo. Dạ, em chơi xe đạp được 10 năm rồi. Dạ, cũng đam mê, tại dẫn dắt mấy em nhỏ giờ đội cũng không còn, mấy chị lớn đã nghỉ hết rồi. Em cũng lớn nhất đội, em cũng gán chạy để chỉ đạo mấy em nhỏ chạy. Rồi hôm nay là đang đi đua với đội hình trẻ quá. Trở lại diễn biến đường đua, sau khi đổ đèo, bốn tay đua trong top dẫn đầu gồm Trần Thị Kim Anh, số Kiến Thiết Đồng Tháp, Nguyễn Thị Kim Cương, thành phố Cần Thơ và Cà Thị Thơm, Bùi Thị Quỳnh cùng của tuyển Bi Qua Xe Bình Dương cạnh tranh quyết liệt trong những km nước rút về đích. Tuy nhiên, do đã đuối sức sau cuộc tranh chấp điểm đèo nên Cà Thị Thơm đã không thể có sự hỗ trợ tốt nhất cho người đồng đội của mình trong thời điểm quyết định. Kết quả, tay đua Nguyễn Thị Kim Cương Cần Thơ về nhất chặng 3, đồng thời xé luôn chiếc áo vàng của Nguyễn Thị Thu Mai, tập đoàn Lộc Trời. Cô cũng giành lấy áo trắng từ tay Thạch Thị Ngọc Thảo, số Kiến Thiết Đồng Tháp. Về nhì là vận động viên Bùi Thị Quỳnh, tuyển Bi Qua Xe Bình Dương, và về thứ ba là Trần Thị Kim Anh, số Kiến Thiết Đồng Tháp. Với tổng điểm 44 sau 3 chặng, Nguyễn Thị Thật tiếp tục giữ áo xanh. Trên bảng tổng sắp đồng đội, tuyển Bi Qua Xe Bình Dương vươn lên dẫn đầu, tiếp sau là tập đoàn Lộc Trời và số Kiến Thiết Đồng Tháp. Ngày mai, các tay đua bước vào chặng thi đấu thứ tư từ thành phố Bảo Lộc đi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cự ly 110 km, cùng thử thách là ngọn đèo Brent. Cuộc tranh chấp áo vàng sẽ rất hấp dẫn khi khoảng cách giữa các tay đua trong top 5 chỉ từ 3 đến 10 giây. Tương tự, chiếc áo đỏ liệu có đổi chủ khi phía sau Kim Anh, các coureur của tuyển Bi Qua Xe đang bám rất gần. Dạ, em và toàn đội cũng sẽ nỗ lực chạy và để giữ được cái áo chấm đỏ này tới trận cuối.